Dạ vâng, một chiếc đề xe của Nhật cô nhá. Mazda 6 giá có 104 triệu thôi các bác ạ. Rẻ như chiếc xe máy. Một trong mẫu xe phân khúc hạng D nhá các bác nhá, sánh ngang cùng với Toyota Camry luôn. Vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ra đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Mazda 6. Một con xe của Nhật Bản các nhá. Cực kỳ bền bỉ luôn. Nó form dáng dài rộng. Các bác nhìn này, rất rộng này. Con xe này bên em chào bán mức giá chỉ có 104 triệu, được chưa? Giá tốt chưa? 104 triệu. Khẳng định luôn nhá, giá này rẻ nhất thị trường luôn. Các bác nhìn táp ly này. Xe còn cực kỳ cứng xe nhá. Còn rất là cứng xe luôn ạ. Các bác nhìn cái táp ly đã biết là cái chất lượng xe như nào rồi. Đây là zin này. Nguyên bản nhá các bác nhá. Nếu mà cái này mà sơn lại là những cái phần vân này sẽ không còn những cái vân này đâu. Nguyên bản nó vẫn còn mới đẹp luôn. Và đây là phần táp lô này. Vô lăng này, các bác này. Quá đẹp luôn. Chất lượng, nội thất sạch sẽ các bác nhá. Máy lổ đại chất luôn. Đó, keo chỉ zin cả xe. Dạ vâng, tất cả xe em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ luôn cho các bác là xe không đâm đụng và không ngập nước nhá. Đó, trần này, trần lỉ nguyên bản này, rất đẹp này, đẹp căng luôn này. Nói chung là vài ngày hôm nay bên em đã bán hết xe rồi. Bên em còn chỉ còn vài chiếc xe thôi, bên em bán lốt là nghỉ Tết nhá các nhá. Còn vài chiếc này thôi. Ở đây là cửa hàng em này, số điện thoại em đây ạ. 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Một trăm lẻ bốn triệu Mazda 6 đời 2004 nhá. Đó, cực kỳ bền bỉ luôn, form dáng đẹp. Sau đây em sẽ đóng hết cánh cửa vào để em mời các bác em xem form dáng bên ngoài của xe nhá. Đây là một cái form dáng của con xe này, nó rất là dài rộng luôn. Đó, xe hạng sang luôn các nhá. Dòng này thì rất là bền, lành xe. Nói chung là vài hôm nay bên em bán thì cũng gần hết xe rồi, nên là cũng gần đến Tết rồi. Em bán là tri ân khách hàng nhá, hầu như là giá để bán để nghỉ Tết rồi ạ. Để các bác cũng có xe đi mua xe rẻ đúng không ạ. Và bên em cũng bán được hàng luôn, coi như là tri ân khách hàng rồi. Toàn cái giá tốt thôi. Đây còn vài chiếc xe thôi các bác nhé. Bán nốt những chiếc xe này bên em nghỉ Tết, không có nhập nữa. Nói chung là nếu các bác ở khu vực miền Nam thì có thể là liên hệ ngay cho bên em nhé. Tại vì công ty vận chuyển người ta sắp nghỉ rồi. Còn đâu là các bác miền Bắc thì vẫn mua thoải mái. Sau đây mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang nhé. Số điện thoại của em là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhé. Con xe này có 104 triệu thôi các bác ạ. Nó đi khá đầm luôn. Tại vì cái dòng này là xe phân khúc hạng D rồi. Nó sánh ngang với Toyota Camry rồi. Có máy lổ khá êm luôn. Chất lượng xe thì bên em có cam kết bằng văn bản luôn cho các bác nhá. Đó, xe còn cứng xe luôn. Các bác mua về giờ là sẵn đi thôi, không phải làm cái gì nữa nhá. Đó, chất lượng xe còn khá tốt luôn. Đã lên bộ tem mác thể thao, nhìn rất đẹp luôn. Các bác không thích bộ tem mác này có thể bóc ra nhá, cái đơn giản thôi. Vâng, một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.